Chào mừng quý khách đến với chương trình Quang Lâm TV. Quang Lâm rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hàng ngày của Canada và tin thị trường bất động sản. Bản tin hôm nay ngày 16 tháng 5 năm 2021 gồm những tin chính sau đây. Thứ nhất, Canada ưu tiên cho chính sách nhập cư năm 2021. Thứ hai, tin thị trường bất động sản. Thị trường kinh đô ở Toronto đã phát triển trở lại mức trước đại dịch Covid-19. Sau đây là phần tin chi tiết. Tin thứ nhất, Canada ưu tiên cho chính sách nhập cư năm 2021. Chính phủ Canada đặt mục tiêu chào đón 401.000 thường trú nhân mới vào năm 2021, 411.000 vào năm 2022 và 421.000 vào năm 2023. Đây là những con số cao nhất trong lịch sử Canada. Tiếp tục, đưa những người nhập cư mới qua Canada một cách an toàn để thúc đẩy tăng trưởng và phục hồi kinh tế, như đề ra gần đây trong kế hoạch về mức độ nhập cư giai đoạn 2021-2023 bằng nhiều cách như sau. Mở rộng thí điểm các chương trình nhập cư mới để chào đón những người tị nạn có tay nghề cao thông qua nhánh nhập cư kinh tế. Thứ hai, tiếp tục hỗ trợ việc đoàn tụ gia đình được nhanh chóng. Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện các chương trình thí điểm cấp ngành và cấp vùng. Tiếp tục thực hiện các biện pháp để tạo ra các chương trình trở thành thường trú nhân cho những người đã cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại các viện dưỡng lão, các cơ sở y tế và các nhân viên dịch vụ thiết yếu trong đại dịch COVID-19. Tiếp tục làm việc với Bộ trưởng Bộ An ninh Xã hội và Dự phòng Khẩn cấp và Bộ trưởng Bộ Y tế để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người dân thông qua sự an toàn, trách nhiệm và nhân đạo trong công tác quản lý ở biên giới với Hoa Kỳ và các cửa khẩu khác của Canada. Tiếp tục khám phá các con đường mới để trở thành thường trú nhân hay công dân cho người lao động nước ngoài tạm thời. Hỗ trợ và phát triển lực lượng lao động và hòa nhập người khuyết tật trong công việc tiếp tục hỗ trợ đầy đủ và bảo vệ những người lao động dễ bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và đảm bảo nguồn nhân lực để giải quyết sự thiếu hụt lao động của ngành nông nghiệp và chế biến thực phẩm. Tiếp tục làm việc với các tỉnh bang và các vùng lãnh thổ để hỗ trợ các dịch vụ chất lượng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho việc định cư và hòa nhập thành công của những người nhập cư mới đến. Điều này bao gồm tiếp tục cung cấp nguồn lực cho việc đào tạo tiếng Pháp được hỗ trợ bởi Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế và Ngôn ngữ Chính thức và tôn trọng quyền hạn của chính quyền các tỉnh bang, cùng lúc bổ sung thêm vào các biện pháp hiện có. Tin thứ hai, tin thị trường bất động sản. Chào mừng quý khách đến với bản tin thị trường bất động sản. Thị trường kinh đô ở Toronto đã phát triển trở lại mức trước đại dịch. Theo khảo sát cho biết, sau nhiều tháng sụt giảm, doanh số bán của thị trường kinh đô ở trung tâm thành phố Toronto nay đã phục hồi trở lại trong quý 1 năm 2021 nhờ chi phí vay thấp, sự lạc quan mới của thị trường và giá nhà ở ngoại ô tăng. Trong quý 1 năm 2021 có 2.886 đơn vị giao dịch ở thành phố Toronto, cao hơn mức trước đại dịch là 2.829 căn trong quý 1 năm 2020. Thị trường condo ở trung tâm thành phố Toronto đã chuyển hướng trong quý đầu tiên của năm do chi phí vay thấp và sự lạc quan mới về triển vọng của vaccine. Nhưng một phần cũng do phản ứng dây chuyền sau khi giá nhà ở ngoại ô tăng 30% trong năm qua và tạo sự chú ý trở lại đối với thị trường condo. Các dự án đưa ra thị trường vùng GTA trong quý 1 được bán ra giá bán trung bình cao kỷ lục là 1.261 cho mỗi square feet, tăng 8.8% so với quý 1 năm 2020, trung bình là 1.159 đô la cho một square feet. Các dự án ở trung tâm thành phố Toronto được bán với giá trung bình là 1.419 cho mỗi square feet, cao hơn 5.7% so với mức trung bình trong quý 1 năm 2020 ở mức 1.343 đồng cho một square feet. Trong quý 1 năm 2021, lượng hàng tồn kho của các dự án chưa bán được trên vùng GTA giảm 11% so với cùng thời kỳ năm ngoái, xuống còn 11.956 đơn vị. Mặc dù thế, vào cuối quý 1 năm 2021, giá trung bình các đơn vị chưa bán có sẵn trên thị trường đã tăng 7.7% so với một năm trước, lên mức cao kỷ lục là 1.178 đồng cho mỗi square feet. Khi hàng tồn kho giảm, các nhà phát triển nhanh chóng tăng giá trung bình lên 45 đô la cho mỗi square feet.
và một số nhà xây dựng tăng giá hơn $100 cho mỗi square feet. Thị trường condo mới bắt đầu nóng lên khi thị trường condo resale phá vỡ kỷ lục mới trong quý đầu tiên của năm nay, với tổng số bán căn hộ chung cư vùng GTA tăng 74% so với cùng thời kỳ năm ngoái trong quý 1 năm 2021. Trong khi giá bán trung bình ở thành phố Toronto trong quý 1 năm 2021 là 1.018 đồng cho mỗi square feet, vẫn thấp hơn 4.7% so với năm ngoái, nhưng vẫn tăng 6% so với quý 4 năm 2020. Tin thị trường bất động sản đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Thì quý khách có nhu cầu mua bán nhà condo, vui lòng liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số điện thoại 416-804-5111 hoặc vào căn nhà của Team Quang Lâm. Đặc biệt, bán nhà cho quý khách thì khuê học cho Team Quang Lâm chỉ có 1%. Quang Lâm xin chân thành cảm ơn quý khách, chúc quý khách sức khỏe, bình an với nhiều tin vui trong công việc và cuộc sống. Quang Lâm xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong những bản tin kỳ tới.